Ngày 17 tháng 11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt và biểu dương cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến dự có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Cao Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị cấp ủy đảng chính quyền và hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong đó tổng hợp các tầng lớp nhân dân củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội giữ vững quốc phòng an ninh tăng cường đoàn kết quốc tế mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân kiện toàn ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp với thành phần cơ cấu hợp lý để mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị liên hiệp tự nguyện đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam các cấp theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, trải qua 93 năm thành lập và phát triển, tổ chức Mặt trận luôn thực hiện tốt vai trò vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, qua đó tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu của cách mạng Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo. Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tuyên dương 93 gương cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu năm 2023. đồng thời 5 cá nhân của Đồng Nai được Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.